Tuấn Du lần đầu lên tiếng về hình lang thang trên đường. Cõi mạng từng dậy sóng với hình ảnh người đàn ông ăn mặc rách rưới đi lang thang trên đường phố, chẳng phải ai xa lạ mà là nam ca sĩ Quách Tuấn Du. Lời chọc ghẹo thì ít, mà lời bàn ra tán vào thì nhiều. Phải chăng sao nam muốn gây chú ý khi giả dạng thành người nghèo khổ? Thực hư sự việc thế nào? Hãy theo dõi hết video này bạn nha! Quách Tuấn Du không phải gương mặt xa lạ của showbiz Việt. Có chăng thời hoàng kim tại thị trường nhạc Việt những năm 2000 của sao nam đã qua rồi mà thôi. Dù là thế, song hình ảnh Quách Tuấn Du xuất hiện trên đường phố với diện mạo tả tơi vẫn khiến khán giả không khỏi xôn xao, tò mò. Người lý trí cho rằng chắc anh chàng quay MV. Người nhạy cảm lại cho rằng anh chàng hết thời tới mức đi lang thang. Cũng có những người gay gắt nhận định nam ca sĩ cố tình gây sự chú ý từ dư luận khi giả dạng thành người nghèo khổ, ăn mặc rách rưới. Bẵng đi một thời gian, đến mới đây, trong một chương trình gần đây, Quách Tuấn Du mới chính thức lên tiếng về hình ảnh từng gây xôn xao trước đó của mình. Cụ thể, giọng ca sinh năm 1981 cho biết, đó là một ý tưởng của tôi vì lúc đó tôi đang quay MV cho bài Tiền và Đời. Trong dịp cuối năm ngoái, tôi thấy kinh tế khó khăn, mọi người đau buồn vì làm ăn thất bại, nên nghĩ ra việc hóa trang thành người vô gia cư để nói với mọi người rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi sáng, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Thôi thì chuẩn bị lụi tàn cho đỡ bỡ ngỡ. Tôi mặc đồ vô gia cư vào phòng trà hát, thậm chí vào hẳn trại giam hát trong bộ đồ đó. Thực ra, không phải tôi chế giễu ai hay muốn tạo drama gì đâu. Bài hát này do anh Phi Long, một người Việt vô gia cư tại Mỹ, sáng tác. Anh Phi Long là một nhạc sĩ có tài nhưng cũng là người vô gia cư ở Mỹ. Tôi hát bài đó nên muốn mặc đồ vô gia cư. Tôi cảm thấy mặc như thế thích hợp với tôi. Tôi muốn chia sẻ với người khác. Như vậy có thể thấy, đây chỉ là hình ảnh quay MV của Quách Tuấn Du mà thôi, chứ không có gì to tát như cộng đồng mạng nghĩ. Như đã nói, Quách Tuấn Du là nam ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt nhiều năm về trước, đặc biệt là khu vực miền Tây. Vào năm 2001, Quách Tuấn Du cùng Tô Huân Vũ, Phong Đạt thành lập nhóm nhạc D&D, nhóm nhạc cùng thời với AC&M, MTV, GMC, The Bells, HAT. Nhóm nhạc của Quách Tuấn Du hoạt động khá sôi nổi, phát hành 5 album trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, nhóm nhạc chỉ tồn tại 3 năm. Đến năm 2004, vì những bất đồng quan điểm giữa các thành viên, nhóm nhạc nhanh chóng tan rã. Quách Tuấn Du quyết định theo đuổi con đường solo và cho ra mắt nhiều ca khúc được khán giả đón nhận. Trong sự nghiệp của mình, Quách Tuấn Du từng đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi đi biểu diễn. Tuy nhiên, vượt qua hết những khó khăn đó, nam ca sĩ vẫn muốn dùng âm nhạc để phục vụ khán giả ủng hộ mình. Mặc dù không phải ngôi sao đình đám như trước, nhưng Quách Tuấn Du vẫn có cuộc sống sung túc và không lo lắng về mặt tài chính. Tôi có 2 chiếc ô tô, 3 căn chung cư và 1 căn nhà mặt phố. Đó chính là những tài sản tôi kiếm được từ công việc ca hát. Tôi không giấu giếm gì cả, nhưng số tiền trong tài khoản ngân hàng cho phép tôi xin giữ bí mật. Đây là những chia sẻ của sao nam với truyền thông. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của Quách Tuấn Du cũng như những chia sẻ của sao nam về hình ảnh trên đường phố từng gây tranh cãi? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để Abyss được biết với nha!